Sáng hôm nay, bão số 8 có tên quốc tế là Kompas đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và chuẩn bị đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Vào lúc 10 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 154 km, cách bờ biển Nghệ An khoảng 172 km, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 168 km. Sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 9. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hôm nay ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng cao từ 0,3 đến 0,5 m, kết hợp với chiều cường có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, chính quyền địa phương các tỉnh Bắc Trung Bộ đã triển khai các giải pháp để ứng phó với tình hình mưa bão và sạt lở đất do bão số 8 gây ra. Hồ chứa nước Vực Mấu có dung tích thiết kế 75 triệu mét khối nước. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, Ban Quản lý Hồ đã tiến hành điều tiết nước xuống cao trình cộng 19,80 m để chủ động đón lũ với lưu lượng 150 m khối trên 1 giây. Kiểm tra tại đây, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu giám sát vận hành hồ chứa theo phương án đã được phê duyệt. Cái bộ phận quản lý vận hành các hồ đó thì phải bám sát cái lưu lượng mưa, diễn biến của mưa để mà vận hành các hồ đập cho nó an toàn. Lúc nào xả theo cái cường độ nào để nó phù hợp với cái lượng mưa mà chúng cũng đã được dự báo thường xuyên, và làm sao để an toàn trên các mặt hồ, trên các cái đê của các hồ. Do ảnh hưởng của bão số 8, trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình đã có nơi bị ngập sâu trong nước hơn 1 mét. Trên đường 12A, đoạn thuộc địa phận xã Trọng Hóa, nhiều khu vực sạt lở nghiêm trọng. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn đã gây sạt lở hơn 20 vị trí gây nguy cơ mất an toàn cho trên 360 nhân khẩu. Quân khu 4 đã huy động toàn bộ lực lượng di dời người dân ra khỏi các vùng xung yếu sạt lở. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo rà soát lại các địa bàn có nguy cơ lũ ống, lũ quét và ngập lũ, thì di dời nhân dân vào các cái vị trí an toàn. Bên cạnh đó thì quân khu đã chỉ đạo các lực lượng toàn quân khu là chuẩn bị tốt cái cơ sở vật chất, cano, tàu xuồng và lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu giúp dân khi có cái bão lụt. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đến kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện đã có hơn 3.400 phương tiện tàu thuyền đã vào các khu neo đậu tránh trú an toàn. Địa phương này cũng đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển, phòng tránh nước dâng do bão, dự kiến phương án di dời tại chỗ 16.200 người, sơ tán đến chỗ khác 2.000 người dân. Sớm hoàn thiện kế hoạch đón khách du lịch đến Phú Quốc, hướng tới phục hồi hoạt động du lịch quốc tế. Đây là nội dung được bàn thảo tại cuộc họp bàn phương án tái khởi động lại ngành du lịch vừa được tổ chức sáng hôm nay. Tại cuộc họp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã tích cực phối hợp với tỉnh Kiên Giang chuẩn bị phương án thí điểm đón khách tới Phú Quốc, triển khai từ cuối tháng 11 này, kéo dài trong thời gian từ 3 đến 6 tháng, từ đó rút kinh nghiệm cho các địa phương khác. Bộ này cũng đề nghị các bộ Y tế, Bộ Công an, Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin, Truyền thông, Bộ Ngoại giao phân công nhân sự tham gia các tổ công tác khôi phục du lịch, đồng thời cho ý kiến về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine để sớm xin ý kiến Thủ tướng ban hành kế hoạch. Bên cạnh đó, xây dựng gói bảo hiểm COVID-19 cho du khách như một số nước trong khu vực đã làm, đó là Thái Lan và Indonesia. Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là người dân phải đảm bảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine, tuân thủ hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế, và khi kiểm soát được dịch thì không chỉ Phú Quốc mà du lịch sẽ được mở cửa trở lại sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đang xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố phương án đón khách nội địa từ ngày 20 tháng 10 tới đây và thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 10 cho người dân đi du lịch trong địa phương, từ tháng 11 thực hiện chương trình bong bóng du lịch giữa thành phố Đà Nẵng với một số địa phương, đầu tiên là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến bắt đầu với 2 nhóm khách chính gồm người nhập cảnh làm công vụ, thăm thân hồi hương và khách du lịch trọn gói, khép kín với những thị trường đã mở cửa du lịch, áp dụng hộ chiếu vaccine, tập trung vào thị trường Hàn Quốc và Nga. Sau đó, thành phố Đà Nẵng sẽ đón khách bình thường khi chính phủ khôi phục đường bay quốc tế. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng được công bố là nơi đăng cai chính thức sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 6 năm 2022. Sau những ngày giãn cách kéo dài, từ 6 giờ sáng hôm nay, Hà Nội đã gần như mở lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ để cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường. Trong sáng nay, rất nhiều người dân đã vui mừng đi ăn phở trong thời tiết se lạnh của Hà Nội. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, ngay từ sáng sớm nay, rất nhiều người dân đã tới các quán để ăn sáng. Nhiều người không giấu nổi niềm vui khi được ăn bát phở nóng trong thời tiết se lạnh. Nói chung là rất no, nhưng mà trải qua một cái thời gian nó cũng tương đối là dài, khoảng mấy tháng giãn cách, thì đến bây giờ thì cũng vẫn là no, vẫn không chủ quan, nhưng mà còn không thấy điều là được mờ ấy ra như này thì nó vui thôi, thoải mái. Cái vấn đề phòng dịch thì sao thế anh? Phòng dịch thì ở đây thì mọi người về cơ bản thì quan điểm cá nhân của tôi thì là về cách phòng dịch như thế là cũng tốt. Đấy, tốt thì bởi vì cái thời điểm này thì bởi vì ta xác định người ta sống chung với dịch đó. Đấy, chứ còn cách ly mãi thì là cũng sẽ gây cái ức chế với tất cả mọi người, người dân bình thường ấy. Là đôi lúc ấy, trong quá trình ấy thì đấy là có nghĩa là quan điểm cá nhân. Cùng với việc mở lại các dịch vụ ăn uống, trong ngày hôm nay, vận tải hành khách liên tỉnh của Hà Nội đã hoạt động trở lại. Tại bến xe Mỹ Đình trong sáng nay, hàng chục chuyến xe khách liên tỉnh cùng xe buýt nội đô đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đi lại chưa nhiều. Hơn 400 người dân Kiên Giang đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do Covid-19 đã được tỉnh này đón về quê. Cũng như những lần trước, người dân được test nhanh Covid-19 tại điểm đón. Những người có kết quả âm tính thì được đưa về cách ly tại nhà. Qua test nhanh có 2 trường hợp dương tính được đưa bằng xe cấp cứu về thẳng khu điều trị ở địa phương để tiếp tục làm xét nghiệm PCR. Đây có thể là lần cuối tỉnh Kiên Giang tổ chức xe lên đón người dân, bởi tới đây hoạt động xe khách liên tỉnh sẽ hoạt động trở lại. Đến thời điểm này, Kiên Giang đã tổ chức 4 đợt lên thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đón gần 2.000 bà con về quê, đưa 300 công dân từ Bà Rịa Vũng Tàu về quê. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 3 để sàng lọc nguy cơ Covid-19 trong cộng đồng. Trước đó, địa phương này đã tổ chức 6 đợt lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 và kết thúc vào ngày 16 tháng 12. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện lưu ý ưu tiên lựa chọn các đối tượng đại diện hộ gia đình tham gia lấy mẫu xét nghiệm như trường hợp từ các địa phương khác về Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 10, không áp dụng biện pháp cách ly y tế. Học sinh, sinh viên, giáo viên, người thân trở về Đà Nẵng theo kế hoạch đưa đón từ cuối tháng 9. Những trường hợp di chuyển, tiếp xúc nhiều nhất trong gia đình như đi chợ, vận chuyển hàng hóa, thống nhất không lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm trong vòng 72 giờ qua. Đà Nẵng đã qua 13 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ khi mở lại hoạt động thí điểm các đường bay nội địa đến hôm nay thì đã có nhiều chuyến bay bị hủy vì lý do như địa phương nơi đến bắt buộc cách ly tập trung, duyệt danh sách trước khi bay, vân vân. Việc nhiều địa phương đã áp dụng phương án giám sát dịch tễ khác nhau đã gây khó cho hành khách di chuyển trên các chuyến bay nội địa và cả ngành hàng không. Vì vậy, cần thiết phải sớm có sự thống nhất chung về giám sát dịch tễ để hàng không nội địa được trở lại bình thường. Ngay trong ngày đầu tiên mở lại các đường bay nội địa, trong 20 chuyến bay được cấp phép thì chỉ có 6 chuyến bay thành công. Toàn bộ các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác ra Hà Nội đã phải hủy dù hãng bay đã bán vé và thậm chí là đã làm xong thủ tục đưa khách lên tàu bay. Lý do là Hà Nội bắt buộc hành khách khi xuống sân bay Nội Bài phải cách ly tập trung. Việc đưa ra các quy định giám sát dịch tễ theo kiểu riêng của mình đã khiến cả hành khách lẫn hãng hàng không và các đơn vị cảng rất bất bình. Hiện nay là hành khách rất đang cần thiết để được là di chuyển bằng đường hàng không, và nền kinh tế nói chung cũng rất cần là phải được thông thương để mà phát triển. Thì cái điều đấy là cái điều mà cực kỳ cần thiết. Chứ còn nếu như mà các cảng hàng không khác, các địa phương khác mà mở cửa đồng ý tiếp nhận chuyến bay nhưng mà Hà Nội Bài không được có chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh thì là cũng sẽ ảnh hưởng đến chung của cả toàn bộ mạng lưới bay cũng như là ảnh hưởng chung đến phát triển kinh tế của cả nước. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo thực hiện nghiêm việc mở lại các chuyến bay nội địa, tuy nhiên việc giám sát dịch tễ giữa các địa phương vẫn mỗi nơi mỗi kiểu, khiến các hãng hàng không rất bị động. Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy. Phía Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không cho rằng, nếu không có sự thống nhất giữa các địa phương, điểm đi và điểm đến, giữa các sân bay chính và sân bay trung chuyển, thì hàng không rất khó để hoạt động. Các sân bay chính cho đến các sân bay trung chuyển ấy, thì nên có một cái sự thống nhất và chung về các cái quy định để các thủ tục đi lại, như vậy thì nó sẽ thuận tiện, nó không bị đứt gãy, cũng như là nó không nó làm chậm với quá trình chuẩn bị cũng như là việc các chuyến bay của các hãng không. Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục làm việc với các địa phương để giải quyết các bất cập về hoạt động bay nội địa trong giai đoạn này.